Xin chào các bạn, lại là mình Vinmark đây. Hôm nay mình lên video này không phải mục đích để review cho các bạn mà với mục đích là để khoe. Hiện tại trước mặt các bạn đây là năm chiếc máy sới đất mini chạy xăng. Đây là một đơn hàng mình sẽ gửi cho hợp tác xã Tân Uyên ở Lai Châu. Đây các bạn nhìn thấy có đủ công suất từ 4 HP đến 6 HP. Các sản phẩm này thì mình đã review rất là kỹ càng ở các video trước đấy rồi. Nên là bạn nào muốn thì mình có thể tham khảo ở link bên dưới ạ. Điểm qua một chút nhé các bạn. Hai chiếc ngoài đầu tiên này đây thì nó là dòng 6 HP chạy xăng. Ở con này thì có chức năng là mình vừa có thể là vun ngô, vun luống này hay là sạc cỏ. Tiếp đến là ba chiếc ở bên trong đây. Cái chiếc này thì sẽ là dòng 5 HP. Ngoài chức năng sạc cỏ, sới đất thì mình còn có thể vun luống nữa. Mình sẽ có bánh vun luống, có một cái lưỡi vun luống đây ạ. Máy thì sử dụng động cơ Kawasaki. Chiếc này là chiếc động cơ 2 thì xăng pha nhớt với tỷ lệ 25:1. Bên cạnh đây cái chiếc ở giữa Kosumo 4 thì ạ. Thì chiếc này thì có công suất là 4 HP. Thì là nhẹ. Với con này thì cô các chú lớn tuổi mình cũng có thể làm được ạ. Các bạn nhìn thấy thiết kế rất là nhỏ gọn và mình có thể xách lên được như này. Đó. Ngoài ra thì sẽ có bánh xe chân chống ở phía đằng sau. Dòng 4 HP chạy xăng. Đây là 6 HP sử dụng động cơ Kawasaki với model là 3023. Đây là những cái model rất là chạy của Vinmark, được đông đảo khách hàng, quý khách hàng, quý bà con nông dân sử dụng. Và bên mình rất là vinh dự khi được Hợp tác xã Lai Châu lựa chọn làm đơn vị tin tưởng để giao cho dự án này. Vinmark luôn luôn cung cấp cho các bạn các cái dòng máy sới đất, vun luống ngô, tạo rãnh rất là chất lượng. Và sản phẩm của bên mình thì luôn luôn có chế độ bảo hành sau bán hàng. Nên là khi mà mọi người mua hàng của Vinmark thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Những sản phẩm này trên website maymocviet.vn đều có. Nên là quý vị và các bạn tham khảo thì mình có thể lên website của bên mình. Hoặc là mọi người cũng có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline 024-3838-3456. Những sản phẩm rất là chất lượng và nó sẽ giúp cho bà con nông dân của chúng ta sẽ được nhàn hơn trong mỗi mùa vụ, trong mỗi một mùa làm rẫy, làm nương. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và video khoe đến đây là hết rồi. Mình xin chào mọi người ạ.